Xin được gửi lời chào tới quý khách hàng đang theo dõi livestream ngày hôm nay của Nha khoa Quốc tế Daisy. Đình Tùng rất vui khi được gặp lại quý vị để chia sẻ về top những dịch vụ dẫn đầu tại Daisy Dental trong tháng 3 này, cũng như là các chương trình đặc biệt ưu đãi. Và quý vị biết không, trong dịp này khách hàng lựa chọn rất là nhiều những gói dịch vụ về cạo vôi răng này, chám sứ veneer và những dịch vụ cao cấp có thể kể tới như là niềng răng hoặc là cấy trụ implant. Vì vậy, Daisy Dental quyết định giảm giá sâu những dịch vụ về cấy trụ implant và niềng răng lên tới 30%. Ngoài ra, những vị khách hàng nào chúng ta quan tâm về tẩy trắng răng thì giảm giá chỉ còn từ 699.000 đồng. Và các quà tặng cao cấp có thể kể tới như là máy tăm nước trị giá 2.500.000 đồng hay là gói tẩy trắng răng cao cấp lên tới 2.800.000 đồng đang sẵn sàng chờ đợi quý vị. Và như quý vị thấy, không gian lúc này, Đình Tùng đang có mặt là sảnh chờ đón tiếp khách hàng của Daisy và đang có rất đông khách hàng có mặt ở đây để được tư vấn cũng như là sử dụng những dịch vụ chăm sóc răng miệng cao cấp. Vì vậy, với những vị khách hàng nào đang theo dõi livestream ngày hôm nay, chúng ta hãy để lại một chấm ngay bên dưới hoặc gọi trực tiếp tới số hotline rất là quen thuộc, đó là 1900 9009, để đội ngũ Daisy sẽ hỗ trợ quý vị đặt lịch và tư vấn hoàn toàn miễn phí nha. Và quý vị biết không, có một câu hỏi mà mọi người thắc mắc rất là nhiều, đó là tại vì sao đến với Daisy thì luôn luôn đông khách như vậy. Thì ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Đình Tùng chúng ta di chuyển tới các phòng dịch vụ để cùng xem rằng là một ngày làm việc hết công suất của các bác sĩ ở đây nhằm mang lại một nụ cười đẹp khỏe cho khách hàng sẽ diễn ra như thế nào nhé. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Đình Tùng chúng ta di chuyển ngay bây giờ. Quý vị khách hàng ơi, hiện tại Đình Tùng đang có mặt tại phòng khám điều trị chuyên biệt 11 của Nha khoa Quốc tế Daisy. Đó là một khách hàng với một bác sĩ nhằm đảm bảo tính riêng tư và đạt hiệu quả cao nhất. Hiện nay Daisy vẫn đang tiếp tục triển khai chương trình nhận quà tâm ý, đón nụ cười hoàn mỹ, giảm giá sâu các dịch vụ cấy ghép implant hay là niềng răng lên tới 30%. Ưu đãi chưa từng có đúng không ạ? Ngoài ra, những vị khách hàng nào chúng ta quan tâm về tẩy trắng răng thì mức chi phí chỉ còn từ 699.000 đồng. Và khi tới đây, quý vị khách hàng sẽ có cơ hội rất lớn để nhận những phần quà giá trị như là máy tăm nước 2.500.000 đồng hay là gói dịch vụ tẩy trắng răng lên tới 2.800.000 đồng. Và có lẽ lúc này quý vị khách hàng đang rất là thắc mắc, tại phòng VIP điều trị chuyên biệt của Daisy thì khách hàng sẽ có cho kết quả này cũng như cảm nhận như thế nào? Thì ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng di chuyển vào bên trong nha. Xin mời ạ. Wow, em xin chào bác sĩ ạ. Em chào chị ạ. Chị ơi, ngày hôm nay em có thể hỏi một xíu, mình lần đầu tới hay là mình đã từng sử dụng dịch vụ tại Daisy rồi chị? Dạ, em đã từng sử dụng dịch vụ cạo vôi răng ở đây rồi ạ. À, vậy thì ngày không biết là ngày hôm nay là mình đang sử dụng gói dịch vụ gì tiếp theo đây ạ? À, hôm nay em tới đây để trám răng sâu ạ. Trám răng sâu. Bác sĩ có thể chia sẻ một chút tình trạng răng của chị khi mà đến với Daisy được không ạ? Khi mà đến với Daisy thì tình trạng răng của chị là có nhiều răng sâu nha, nhưng mà mức độ tương đối thì mình đã xử trí là mình làm sạch những xoang sâu đó và chám lại bằng vật liệu có tính phòng ngừa sâu răng. Cũng rất may mắn là sâu răng của chị chưa có tiến triển nặng ảnh hưởng đến tủy á, thì cái liệu trình điều trị tủy kéo dài và chi phí có thể đội lên cao. Cũng rất là may mắn. Vậy thì em, chị ơi, em rất là thắc mắc, không biết là trước đây tại vì sao chị lại biết đến Daisy và tin tưởng sử dụng dịch vụ ở đây? Dạ, em tìm hiểu thông tin trên mạng và em thấy ở Daisy thì cơ sở vật chất rất là hiện đại cũng như là đội ngũ bác sĩ thì rất là uy tín, nên là em quyết định là sẽ sử dụng dịch vụ nha khoa ở đây ạ. Dạ vâng, rất là tuyệt vời, và em cũng chúc mừng chị đã tìm được một địa chỉ rất là tin cậy và uy tín. Vậy thì không biết là trong suốt quá trình trước đây mình sử dụng dịch vụ rồi này và ngày hôm nay là mình làm cũng gần xong rồi đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ cảm nhận của mình một chút được không? Dạ, trước khi mà đi trám răng thì em cũng rất là sợ đau, nhưng mà bác sĩ ở Daisy thì rất là mát tay nên là trong quá trình làm thì không có bị ê buốt hay là đau nhức gì hết, rất là thoải mái ạ. Dạ vâng, rất là tuyệt vời, cảm ơn chị ạ. Vậy thì bác sĩ ơi, không biết là chị khách hàng của chúng ta trám răng xong thì về nhà có cần phải kiêng cữ hay là lưu ý gì đặc biệt không? Thì đầu tiên là một lưu ý nhỏ là mình nên tránh ăn nhai những cái vùng mà mình mới trám xong khoảng 2 tiếng ha. Rồi lưu ý đặc biệt là mình phải vệ sinh răng miệng sạch sẽ, đánh răng thường xuyên, và có thể phối hợp là dùng chỉ tăm nước hoặc là chỉ nha khoa cho những vùng khó vệ sinh là tốt nhất. Dạ vâng ạ. Nói chung là mình cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống đâu chị, nên chị hoàn toàn yên tâm nha. Và sắp tới thì bên em đang có cái chương trình giảm giá sâu các dịch vụ như là cấy ghép implant hay là niềng răng, rồi các gói quà tặng khác nữa. Vậy thì không biết là chị có mong muốn sử dụng dịch vụ gì tiếp theo hay là người thân bạn bè của mình không chị? Dạ, nếu như vậy thì em sẽ giới thiệu ông bà đến đây để sử dụng dịch vụ cấy ghép implant của bên mình.
Dạ, dạ vâng, hiện tại thì gói dịch vụ này bên em đang ưu đãi lên tới 30% chị nhé. Thì chị cứ đưa người thân bạn bè của mình tới thì chắc chắn bên em sẽ có thêm những phần quà dành riêng cho mình nữa. Cảm ơn chị rất nhiều về những chia sẻ ngày hôm nay ạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Quý vị khách hàng ơi, như vậy là chúng ta vừa được lắng nghe tình trạng cũng như là kết quả của một vị khách hàng nữ vừa thực hiện xong dịch vụ chám răng sâu tại nha khoa quốc tế Daisy. Và hiện nay Daisy đang còn ưu đãi rất nhiều các gói dịch vụ khác, combo làm chăm sóc răng miệng cũng rất là ưu đãi. Vì vậy, chúng ta trong livestream này hãy để lại một chấm ngay bên dưới hoặc gọi trực tiếp tới số hotline 1900 9009 để được tư vấn và đặt lịch hoàn toàn miễn phí nha. Quý vị đừng quên trong tháng 3 này giảm giá sâu các dịch vụ cao cấp về niềng răng, cây ghép implant lên tới 30% chưa từng có đâu. Vì vậy chúng ta hãy tới Daisy để thực hiện chăm sóc răng miệng thật là sớm được không ạ? Còn bây giờ có lẽ Đình Tùng sẽ xin phép kết thúc livestream ở đây và hẹn gặp quý vị trong những livestream tiếp theo với những phần quà cực kỳ ưu đãi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.